là vùng đất bán sơn địa, người dân Nam Nghĩa, Nam Đàn, Nghệ An đã biết tận dụng điều kiện tự nhiên, khí hậu nơi đây để tạo nên những món ăn chỉ có riêng ở vùng đất này. Đó là đặc sản me thui Nam Nghĩa. Thịt me còn gọi là thịt bê hay bò tơ, me thui Nam Nghĩa nổi tiếng từ lâu. Nó như níu chân du khách mỗi lần ghé thăm mảnh đất nắng gió này. Thịt me ở đây đặc biệt thơm ngon, mềm, ngọt nhờ vào đặc điểm địa hình và cây bổi, một loài cây rừng của xứ Nghệ. Me Nam Nghĩa chủ yếu được chăn thả trên những sườn đồi, núi non nhiều lá lộc và chỉ sử dụng khi me bú sữa được 4 đến 5 tháng tuổi. Thịt me sau khi giết mổ được người dân nơi đây dùng lá cây bổi để thui. Cây bổi còn gọi là cây vọt, thường mọc hoang ở đồi núi, là vị thuốc chữa ho và phong thấp. Khi thui me, lá cây bổi cháy rừng rực, da me nổ đôm đốp, vàng rộm, giòn mềm. Mùi thơm từ lá cây bổi tỏa ra, thấm vào thịt me, làm cho thịt mềm và có vị ngọt đặc trưng không nơi nào có được. Thịt me Nam Nghĩa nó khác biệt với các vùng me khác miền là me Nam Nghĩa, tức là nó là được bắt bằng những con me của người đang còn bú sữa mẹ. Nó khoảng 3 đến 4 tháng tuổi. Khi với quá trình mình bắt về thì mình mới tròn me, me cỏ, không me lai. Thì con me nó mới ngon. Khi mình bắt me về thì mình làm thịt, thì mình làm xong thì mình ở Nam Nghĩa nó có một cái đặc trưng là khi làm thịt me xong là mình dùng cây bổi, một loài cây ở trên rừng, nó để đốt con me đấy. Vì cái bổi đấy là nó rất là ở cái khói bổi là có một cái mùi thơm, để nó khi mình đốt là cái da con me nó mềm mà thơm. Ở khác biệt ở me các vùng là mình là dùng bằng kho để kho nên cái da con me nó không thể ngon được, nó không thể mềm mà cứng. Thịt me có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Ngoài việc cung cấp thịt, xương me còn được sử dụng để làm nước sốt và súp. Bộ phận có giá trị nhất là gan me, thận và tủy xương. Ngoài ra, các bộ phận khác như óc, lưỡi, giò cũng có giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt, me thui Nam Nghĩa được chăn thả tự nhiên nên không có chất tăng trọng hay hóa chất. Vì vậy, thịt me ăn ngon và lành hơn. Đây là một miếng thịt me của đặc sản Nam Nghĩa. Thì khi chúng ta muốn mua được một miếng thịt ngon, chúng ta phải chọn miếng thịt đỏ. Đó là me tươi và me ngon, và chúng ta phải kiểm tra ngoài da. Da mỏng là đỏ me mới là ngon. Mà khi mình muốn mà kiểm tra để nó đồ cái miếng thịt này nó có đủ đồ ăn toàn thực phẩm á, thì mình phải kiểm tra là có dấu của bên thú y đã kiểm định, tức là miếng thịt đã đủ chất lượng để mình mua. Khi mình mua mình phải kiểm tra thịt, nếu mà thịt có màu trắng tức là thịt được quá tủ và quá nhiều ngày bỏ tủ hoặc mà cách sử dụng gì đó. Chúng ta phải chọn thịt đỏ này, như miếng thịt này đỏ mà tươi, da mỏng. Từ đây là gọi là mé cỏ mà mé sữa ngon. Đấy là cũng là đã bên thú y đã cũng được kiểm định thì đảm bảo an toàn thực phẩm. Thịt me chế biến được rất nhiều món. Các món ăn cũng dễ chế biến như thịt me hấp gừng, me tái nhúng, me áp chảo. Nhưng ngon và bổ dưỡng nhất là món chân me Tần Thuốc Bắc. Đây là một trong những món ăn đặc trưng của xứ Nghệ. Công thức để chế biến cũng như nguyên liệu cho món này cũng rất khác biệt so với những vùng miền khác. Món chân me Tần Thuốc Bắc chế biến không khó, nhưng để có bát chân me thơm ngon, bổ dưỡng cần phải có nguyên liệu như chân me, kỳ tử, đẳng sâm, đương quy, táo tàu, lá ngải cứu, y dĩ, hạt sen, súp, tiêu
và bột ngọt. Chân me làm sạch, trụng nước sôi, chặt khoảng 3 đến 4 cm để ráo. Hạt sen chứa nhiều tinh bột, các chất khoáng và vitamin cần thiết cho cơ thể như kali, canxi, phốt pho, vitamin B1, B2. Đằng sâm chống mệt mỏi, bồi bổ sức khỏe. Đặc biệt, ngải cứu là một cây thuốc nam có rất nhiều công dụng chữa các bệnh như điều hòa kinh nguyệt, an thai, trị mụn, lưu thông máu lên não, rất tốt cho phụ nữ và người cao tuổi. Quy trình nấu món chân me hầm thuốc bắc rất đơn giản. Chỉ cần cho nước vào nồi, bỏ chân me đã rửa sạch vào, bỏ đằng sâm, táo tàu, y dĩ, đương quy và hạt sen vào hầm kỹ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi chân đã mềm, ta nêm các gia vị, súp, tiêu, mì chính. Sau đó thái nhỏ ngải cứu bỏ vào ăn nóng. Để có bát chân me hầm thuốc bắc đạt yêu cầu, phải có vị béo của chân me, vị bùi của hạt sen quyện với mùi thơm của đằng sâm và táo tàu. Tất cả tạo nên một hương vị đặc trưng riêng biệt. Món chân me hầm thuốc bắc, thơm ngon, bổ dưỡng, ăn kèm với bánh mì trong tiết trời se lạnh của miền Trung thì thật là hấp dẫn. Tôi có về đây là tụ tập và rủ anh em ra đây uống rượu, có cái món là chân me, là hầm thuốc bắc, coi như là ăn rất thơm ngon mà bổ. Thế là anh em họ cũng rất thích. Lần nào coi như cứ về là cứ bảo về là anh em cứ tụ tập ở quán này. Một món ăn nữa cũng khá dễ làm, được chế biến từ me thui Nam Nghĩa. Đó là món me tái chanh. Sau đây chúng ta chuẩn bị làm một món me tái chanh. Chúng ta chuẩn bị gồm gia vị sau đây. Một, chúng ta cho cái ngó và xanh tươi cắt làm đôi để xong. Cho xả thái nhỏ, ớt thái nhỏ, tỏi đập chập con nhỏ, hương thái kỳ. Gia vị gồm có thêm một loại tiêu, sức, khí chính, đường và vừng cá vàng. Và cuối cùng là ta phải có một rau, ta rau quế để khi mình làm món tái để hoa quế vào để món tái nó thơm và ngon hơn. Chúng ta hành là sau khi chúng ta làm món tái, chúng ta hành cắt nhỏ và ngâm qua nước để chấm cay để khi mình ăn nó có vị ngọt thơm ngon anh. Ta bỏ vô để ăn những thịt phải là tươi và thịt là ăn thứ hai, mà thịt phải là có giá thì mình nhìn mà nó ngon. Chúng ta cho một thịt xong, chúng ta thái. Khi chúng ta thái thịt xong, ta để thịt bỏ vào nước để chân quá, có thịt bỏ vừa để thịt làm tái. Gia vị chúng ta gồm là có sức, tiêu, mì chính, đường. Chanh thì ta phải chọn chanh giá mỏng, sạch thì chanh phải ngon là nhiều nước. Để thịt mà mềm. Sau khi chúng ta là bỏ thịt mềm, chúng ta là bỏ hành, chúng ta là phải nắm phần. Đậu quế, ta là phải phần, ta có một ít bỏ vào. Vâng, mình là rán vàng, chỉ có cho mình bỏ vâng vào. Sau khi món tái chanh đã bỏ xong, tôi đã chuẩn bị một cái đĩa sẵn. Bây giờ tôi cho ra đĩa. Ta đã hoàn thành món tái chanh. Sau đây là gia vị mình ăn kèm với món tái chanh, đó là rau sống, có chuối, khế và bánh nhân nếp. Chúng ta cuộn vào để ăn chung với món tái.
Thịt mè Nam Nghệ là giàu chất dinh dưỡng, thơm ngon, bổ dưỡng, không gây chất béo phì. Bên cạnh những món chế biến từ me thui Nam Nghĩa, sườn me rang muối cũng là món ngon được người dân xứ Nghệ đặc biệt quan tâm. Bởi món này rất lạ miệng, ăn vừa giòn, vừa dai dai, thơm, béo nhưng không ngầy, rất thích hợp trong mùa lạnh. Chỉ cần một ít sườn me non, súp, mì chính, tiêu, đường, gạo nếp, bột năng là có một món ngon cuối tuần thú vị. Sườn non rửa sạch, cắt khúc khoảng 3 cm, ướp gia vị đầy đủ, tẩm bột năng. Bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào sôi già lửa, cho sườn đã tẩm ướp vào chiên giòn khoảng 10 phút rồi vớt ra cho ráo dầu. Sau đó, rắc bột nếp đã rang chín, xay nhỏ, vào xóc đều cho bột nếp kết dính với sườn là được. Mè Nam Nghĩa là ăn mềm, ngon, sạch sẽ và an toàn vệ sinh. Tôi được đi ăn rất nhiều nơi, nhưng mà tôi thấy ở quán này là cái thịt mè Nam Nghĩa chế biến rất phù hợp, rất ngon, rất hợp khẩu vị. Ăn cái miếng thịt nó mềm, mà cái độ đậm đà nó vừa phải. Khi mua thịt me, người nội trợ nên chọn những miếng thịt me còn dính da, màu đỏ tươi, thớ thịt nhỏ. Sau khi mua thịt me về, tốt nhất là nên chế biến ngay cho thịt tươi ngon. Nếu không chế biến được ngay, thì nên để thịt me ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp sẽ làm thịt nhanh có mùi, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Mình bảo quản thịt me là những nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khi diệt mổ là mình để những nơi khô ráo sạch sẽ, không để ánh nắng dòi vào và không để vi khuẩn xâm nhập. Tết đến xuân về, những món ăn quá nhiều đạm sẽ làm tăng nguy cơ bệnh gút. Vì vậy tìm một bữa tiệc nhẹ nhàng, nhiều món ngon từ me thui Nam Nghĩa là một lựa chọn thông minh cho những người thân của mình. Bởi thịt me ít độ đạm nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng, ăn vừa ngon, vừa lành.